không anh ơi hãy nói một lời chờ để em chờ tội nghiệp em nha. Nghe anh năm nay làm ăn cũng khá lên rồi anh chớ chần chừ lớn chuột em sao. Bao năm bên anh cùng nhau tay sáng dài kề nhớ nhau ngàn qua làm em cảm thấy nặng nề. Đâu mong chờ chi ngày ta chung lối đi về sống nên trong đời bắt đầu nên nghĩa vụ. Trên đời ai bằng anh đâu, chuyện giặt giũ cơm nước anh lo hết, dù mệt mỏi kiếm tiền phải tranh nhau nhưng mà bước về nhà thấy em vui như tết.